các bạn đến tin nhanh 24/7. Có dưới 35 triệu đồng, quái đẹp mua xe Tesla nào dưới đây để du xuân 2009. Nếu trong tay các bạn chỉ có số tiền dưới 35 triệu đồng, có thể tham khảo những mẫu xe Tesla dưới đây. Những mẫu xe này thường sở hữu thiết kế thời trang, hiện đại, khá hợp với giới trẻ hiện nay. Trên thị trường hiện nay, nhiều mẫu xe Tesla cho phái nữ từ những hãng xe danh tiếng như Honda, Suzuki, Yamaha với mức giá trên là khác nhau tùy theo từng phân khúc và thị trường. Honda Vision 2009. Cái chiếc Honda Vision được xem là một trong những mẫu xe đáng mua nhất phân khúc là xe Tesla dưới 35 triệu đồng hiện nay. Xe hút được cái phái đẹp nhờ bộ thiết kế hiện đại, trẻ trung cùng với cái khoang cốp rộng rãi khi cần mang nhiều vật dụng cá nhân. Cung cấp sức mạnh cho xe 108cc 4 thì xăng đơn làm mát bằng không khí. Công suất đa 6,34kW ở tốc độ máy 8.000 vòng trên phút. Nhờ được trang bị hệ thống lọc phun sinh tử, Honda Vision có mức tiêu hao nhiên liệu là ấn tượng 1,6 lít trong cái điều kiện tiêu chuẩn theo thử nghiệm của nhãn sức, và xe có mức giá đề xuất rơi vào khoảng là 29 triệu đồng. Yamaha Sanet 2009. Một mẫu tay ga cũng góp mặt ở phân khúc này là cái chiếc Yamaha Sanet 2009. Xe hữu thiết kế là hoàn toàn mới, hướng tới phân khúc khách hàng nữ trẻ tuổi. Ngoài ra việc dùng nhiều cái công nghệ hiện đại giúp cho cái mẫu xe này phù hợp với phong cách trẻ trung năng động. Sở hữu trên mình cái đèn flash đầy ấn tượng, phục nhúng thì êm ái, vận hành thì khá nhẹ và ổn định. Cái chiếc Yamaha Sanet 2009 có mức cái bài đề xuất là 28 triệu đồng. Estila Victoria. Victoria là hệ xe Tesla sau thế hệ là Estila, từng làm mưa làm gió thị trường Nam. Mức giá bán lẻ đề xuất là 26 triệu 500 nghìn đồng. Cái mẫu xe này là một trong những lựa chọn tuyệt vời trong danh sách này. Cái dòng là Victoria 2009 sử dụng cái động cơ 125cc và có mức tiêu hao nhiên liệu rơi vào khoảng 3 lít trên 100 km. Yamaha Grande 2009. Yamaha cướp mặt thêm với cái bản Grande 2009 làm phong cách, làm thêm cái sự phong phú lựa chọn cho những cái nữ giới chết khoản tiền là dưới 35 triệu đồng. Phiên bản nâng cấp của dòng Grande 2009 được thay đổi rất nhiều chi tiết ở phần thiết kế, kết hợp nhiều công nghệ hiện đại mang lại cái tiện ích hoàn hảo cho người dùng, nhất là đối với những phụ nữ công sở hiện đại hơn. Piaggio Jeep. Mức giá bán lẻ đề xuất là 28 triệu đồng. Cái chiếc Jeep là một mẫu xe nhỏ giá rẻ nhất của nhà Piaggio ở Việt Nam. Đây là lựa chọn cho những người yêu thích cái thương hiệu là xe Ý, nhưng khả năng tài chính lại rất hạn hẹp. Sử dụng trên mình động cơ là 96cc 4 kỳ, hệ thống cung cấp nhiên liệu ở chế độ hòa khí, công suất cực đại 42kW ở giải tua máy 6.750 vòng trên phút, mô men xe cực đại 6.2 Nm ở vòng tua máy 6.000 vòng trên phút. Suzuki Ares 110. Cái chiếc Suzuki Ares 110 là mẫu xe khác biệt nhất ở trong danh sách này, bởi dù được thiết kế hướng tới tượng là nữ giới, nhưng xe vẫn hữu nhiều cái tính năng đường nét thể thao. Thân xe có rất nhiều góc cạnh và những cái đường gân tạo những nét đầy cá tính cho xe. Số trên mình động cơ là 4 thì, sinh đơn, phun sinh tử, làm mát bằng không khí, SOC, dung tích 113cc, giúp sinh ra công suất 9,1 lực, tại vòng tua máy 8.000 vòng trên phút, mô men xe cực đại 8.6 Nm, tại vòng tua máy 6.500 vòng trên phút. Yamaha Mio Classico. Cái chiếc Mio Classico, cái bản là phanh đĩa, có mức giá bán lẻ đề xuất là 24 triệu đồng. Sở hữu cái kiểu dáng là nhỏ nhắn, phù hợp với những chị em có chiều cao khiêm tốn. Tuy nhiên cái cốp xe là khá nhỏ, động cơ thì không được mạnh mẽ như các thủ khác ở trong danh sách này. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy kế tiếp nhớ like, subscribe.